Hôm nay buổi chiều mình ghé nhà thờ Mỹ luôn cả nhà ơi. Trong khu vực nhà thờ thì cũng là chuẩn bị cờ rồi đèn trang trí đâu đó vì sắp đến Noel này, cho nên quang cảnh cũng rất là đẹp nha cả nhà. Khung cảnh ở đây rất là đẹp. Nhà thờ này gần cái cầu Tấn Mỹ Mỹ Luông cả nhà. Nay thì thuộc ở bên Mỹ Luông. Đối thì diện ấy, với nhà thờ là bên đó là khu công ty giày dép hay gì. Bà lão chiều ra ngồi hóng mát. Đường buổi chiều xe chạy cũng nhiều, nhưng mùa dịch nó không bằng lúc trước. Cũng ít người ta buôn bán hơn lúc trước nữa. Mấy con chim hót nghe đã thì chứ. Đây chú chim ở đây.
Đây chắc ông già Noel quá. Đây là ông già Noel. Đây là khu vực sau. Khu vực trước là quốc lộ đó cả nhà. Xe đang chạy. Đây là khu vực trước đây cả nhà mình. Đây là khu vực trước nhà thờ.